Xin tự giới thiệu, tôi là Tuấn LV và tôi là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Rim Holding. Có một buổi chiều, khi mà tôi đang rảo bước trên đại lộ danh vọng của Sahara, thì chợt tôi nghe văng vẳng lên cái lời bài hát: đưa nhau ta đi về thăm lại miền quê, có dòng sông bên lỡ bên. Tôi xin lỗi, cảm xúc nó hơi ùa về. Chính vì vậy, tôi đã quyết định phải trở về quê hương để giúp đỡ bà con của tôi. Xin trân trọng giới thiệu với các bạn nhân vật chính hôm nay: giảng viên, giáo sư, nhà tâm thần học Eric Cantofan. Bonjour madame, bonjour monsieur, très vous chia. Hey, arigato gozaimasu. Chào các bạn. Tôi trở về đây với một nỗi đau. Đó chính là nỗi đau các bạn chưa giàu, các bạn chưa hạnh phúc. Thầy, thầy ơi, thầy đây rồi. Thầy. Gì đấy? Lâu lắm rồi em mới gặp thầy. Sao bây giờ lớn thế này à? Thầy ơi, nhờ vào công dạy dỗ của thầy. Thôi, được rồi. Thầy, em về chỗ đi. Các em thấy không? Những cảm xúc vừa rồi là do đâu? Từ con tim ạ. À, dạ, con người ạ. Sai! Tiền sẽ giúp cho chúng ta có những cảm xúc rất mạnh mẽ. Tiền. Và ngày hôm nay tôi đến với các bạn, chúng tôi đã viết ra một cái app tên là Kinh. Các bạn chỉ cần cài đặt ứng dụng Kinh của chúng tôi vào và nạp vào đó một khoản tiền nhỏ thôi là Kinh sẽ hoạt động. Nó hoạt động ở đâu ạ? Ở tất cả các sàn chứng khoán trên toàn thế giới. Chỉ cần nạp một khoản tiền nhỏ vào là Kinh sẽ về hàng ngày. Kinh của chúng tôi nhá, không bao giờ thua. Bởi vì sao? Bởi vì nó được cài đặt bằng một cái trí tạo nhân tuệ có tên là AR. Cho nên là nó phân biệt được phiên nào là thắng, phiên nào là thua. Thắng nó mới đánh, thua nó không đánh. Có. Và một điều đặc biệt, Kinh sẽ không chỉ là kiếm tiền bằng chứng khoán, mà Kinh còn kiếm tiền bằng cách đào Bitcoin. Này, sao vỗ tay? Đứng lên. Dạ. Đứng lên. Tên gì? Em tên Nam. Làm gì? Nhà em bán chè đỗ đen. Ngày được bao cốc? Khoảng 200 cốc. Một cốc bao tiền? 20. Một đô. Một ngày 200 đô. Nghe tôi hỏi đây, bao giờ thì bán được 1 tỷ mỡ hành? Tôi đang hỏi ông là bao giờ ông bán được 1 tỷ có ai trả lời. Thế có bao giờ thầy thấy là ai bỏ hành vào chè đỗ đen bao giờ không ạ? Tôi... Thôi ngồi xuống đi. Thôi thế này đi, tôi không quan tâm là nhà ông bán hành hay bán chè, ông hiểu không? Nhưng nếu mà ông có cái ứng dụng của chúng tôi, ứng dụng Kinh ấy, thì về ông đập nát cái quán chè của ông đi. Người ra truyền gia đình nhà em. Đứng dậy. Bỏ điện thoại ra. Bỏ ra. Trong giờ em có làm cái gì đâu ạ? Nhìn vào điện thoại. Đây ạ. Thấy gì? Đây là ảnh mẹ em ôm em hồi bé. 50 tỷ từ thị trường chứng khoán New York đêm qua. Thấy chưa? 50 tỷ tiền đào Bitcoin đây này. Thấy chưa? Đây làm gì có cái gì đâu thầy. Khổ quá. Ông phải tưởng tượng ra. Tức là bây giờ ông chưa cài cái app, nếu ông cài cái app thì nó sẽ có, ông hiểu chưa? Có nghĩa là em tưởng tượng nhá. Ừ. Đúng rồi. Nếu mà tưởng tượng thì... Đây đây, tiền 50 tỷ New York chuyển về đây rồi. Đây. Đây 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 đây, tiền Bitcoin 50 tỷ đây rồi. Đây. Thế là em có 100 tỷ hả anh? Rồi. Cậu sẽ sắm cho mình những căn biệt thự xa hoa tráng lệ, với bể bơi, với vườn tược rộng rãi mênh mông. Ừ,
xa xa đúng không anh? Đúng rồi. Và cậu sẽ có những chiếc siêu xe limited mà trên thế giới nó chỉ có một vài chiếc thôi. Rồi cậu sẽ sắm cho mình hàng trăm cái phi cơ riêng. Rồi cậu sẽ có một cuộc sống hoàng gia, lúc đấy cậu sẽ là hoàng thượng, vợ cậu sẽ là hoàng hậu, mẹ cậu sẽ là thái hậu, mẹ của mẹ cậu sẽ là thái hoàng, thái hậu. Ngay cả những cái chai rượu cậu uống, những điếu xì gà cậu hút, nó có đáng giá cả trăm triệu đấy. Ôi nào, nào, nào. Tất cả mọi người ở dưới này, ai đang có sẵn 50 triệu trong người, các bạn hãy mau chóng di chuyển sang phòng bên cạnh, nộp tiền cho kế toán để bộ phận kỹ thuật của chúng tôi cài ứng dụng ngay vào điện thoại của các bạn. Nào. Trời ơi, trời ơi, trời, có 50 triệu thôi à? 50 triệu thôi. Ôi, thế thì em đi ngay. Đi. Tất cả nhân viên. Di chuyển nhanh lên. Vẫn còn 3 người đang phân vân. Nhưng mà bạn sẽ không phải phân vân lâu nữa đâu. Bởi vì ngay bây giờ, tập đoàn của chúng tôi quyết định tung ra một gói khuyến mại, đó là giảm 50% khi cài app. Thế này Nam ạ, cơ hội không đến lần nữa đâu. Giảm 50% rồi, còn có 25 triệu. 25 triệu cộng một chỉ vàng, 15 triệu cộng một chỉ vàng. Chốt luôn. Đi nhanh lên. Chú ơi. Hả? Cài app đi. Ui giời ơi, cái con trợ thính này đã bật đâu. Alo, chú nghe được chưa? Nghe rồi, nghe chưa? Rồi. Bây giờ nghe nhá. Ừ. Đi cài cái ứng dụng ấy, chỉ còn 500 nghìn thôi. 500, cài app luôn. 500 nghìn có app luôn. Ừ. Đi không? Đi. Nhanh, nhanh, đi. Nhanh, 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 nhanh. App hết rồi, xuống tiền hết cả rồi. Xuống tiền hết rồi. 100% rồi. 100% rồi. Hãy đến với tập đoàn của chúng tôi. Chỉ cần tối thiểu 500 nghìn, bạn sẽ có một cuộc sống hoàng gia.